Rồi mấy cô đến. Cách sao ông nào là nhịp xuống đi ở đây đâu? Dạ. Nhịp ở đây hả? Anh về rồi cô ơi. Ok. Dạ, anh mắc công chuyện nên anh có việc rồi cô. Nè, anh để lên. Xem mấy cô đậu đâu thì đi bộ vô. Xe đậu trước. Đi tà tà. Xe đậu đâu chứ. Cô mình hay xem cái kênh của anh Nhịp Sống Niêu hay sao hả cô? Tôi hay coi kênh nhiều người mà tôi không nhớ anh Nhịp Sống Niêu thì tôi nhớ tên. Tôi à, vậy là cô ấn tượng. Con chào các cô, các chú. Con không biết là mình đến từ đâu ha. Đến trên Sài Gòn. À, dạ, Nha Trang, Nha Trang. Ông xác cho mình nhìn đó. Từ ba Sài Gòn. Cô phát tài chào chú. Cô đó chắc là gọi mình 7 mới giờ. Chính xác luôn ha. Ở Nha Trang vô. Ở Mỹ. Ở Mỹ Tho. Ở Mỹ Tho. Ở Mỹ Tho. Cô không biết ổng đâu. Hôm nay tôi mới biết rồi. Ủa vậy là nãy hình như là mình đi lạc hay sao hả cô? Gì? Mình đi lạc hay sao cô thấy mình đi xe kia cô? Không, đi bộ, đứng đi bộ chứ tham quan mà. Mình giờ nó. Trước là cô không ấn tượng gì cậu hả? Trời mưa có khán giả đó. Có lương ngon. Dạ. Sau này thích có nhiều cái coi thì tôi biết nhớ. Dạ. Mà thích cậu ta rất là cay. Với cô Hồng Loan cũng rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Tới là chào vẫy tay chào cậu rồi nè. Đại ca, xin chào cho em sát nhé. Đại ca. Đậu chuối giờ đốt nhang được mà. Đậu chuối đốt nhang được không? Cô. Cô ở Nha Trang đến. Biết. Trời ơi, con nhỏ. Con nghĩ thì cô chắc cũng nhỏ hơn chú không bao nhiêu đâu đúng không? Này giờ 58 rồi, sau hai bữa nghe nè, bà không cô bác. Dạ. Dạ. Cà phê nhớ trường chút xíu cho anh Nhịp Sống Niêu nha. Dạ, dạ, dạ. Okay. Dạ. Cà phê nha. Wow. Cảm ơn. Vậy là cô nhà mà. Anh dễ dâm. Được nhau và đưa con đó dạng hả cứ đưa vậy dạ nhớ chừng chút xíu trong về chưa dạ, dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều dạ. Cảm ơn cô nha dạ rồi thôi con cảm ơn cô rất là nhiều dạ cứ ở chơi xíu đi cô dạ đứng xíu đi cô mình cứ chụp mình làm được chỉ điểm đúng không dạ mấy khi mới đến đi dạ cô đứng cạnh một cậu nè cô. Dạ, mấy khi đến đây hả mình anh Ngọc đây. Chụp về giúp cô đi anh Ngọc. Ông xã chụp em bơi nữa, ông xã chụp với tiếng đi. Chung luôn không? Dạ. Anh vô đi. Chụp em thích đâu. Cô nhìn bên đây xíu coi coi. Đó, anh chụp làm là phụ nữ mà 1 mét chân mà 1 mét là lên phải 1.5-1.5 mét đó cô. Cái tấm mặt mình nha, được không? Dạ được. Cô chụp một hình. Số 1 luôn đó. Có bắn, có bắn dạ. Tim không cô? Thôi. Bắn tim, bắn tim vậy cô. Dạ. Dạ. Cô lại chơi xíu vậy. Trời mưa. Trời mưa. Dạ, trời mưa. Không biết. Dạ. Mà tôi muốn đứng thăm ông Vũ Linh. Dạ, muốn thăm Vũ Linh dạ. Cô ráng vô đi vòng vòng cho đủ 4 phút thôi con. Dạ, đúng rồi. Thiếu giờ con, cô ráng vô đứng vòng vòng hai cái vòng vòng hai cho đủ giờ con. Dạ. Chắc đi vòng vòng sao? Cho đủ giờ, đủ cái clip. Đúng rồi. 6 phút mới đủ. Dạ. Chúc cô dài cô vô lóc sẽ có hình cô các ông quán bá kinh thiệt chứ. Ngày nào tôi ngồi xin tôi phải đợi tôi coi. Mỗi người luôn mấy cô tôi coi đã tôi rảnh mà. Dạ. Biết Nhịp Sống Niêu tôi biết nhiều tại ông Lành đâu theo. Tại ông Lành. Từ hồi còn nhỏ mà. Dạ. Ở nhà ở Sài Gòn này nè. Dạ. Gần hả cô? Ở tôi đến đến lại xuống nhận thăm rồi mà thôi chồng tôi nói đi lên quận Bình Thạnh lên Đại Nam á dạ, đi viếng Đại Nam chơi á sẵn tấp đi nó gần hơn dạ đúng rồi dạ. Trên Đại Nam mới về dạ Đại Nam mới về Đại Nam chạy qua đây chắc 45 phút cô bên Đại Nam hồi nãy có khách đông không cô có học trò có 6 thằng ma này thôi chắc ai không mua có 6 người thôi nhưng mà nguyên một đoàn là có cả chục xe
cũng nghe nói cũng có 2.000 người đó. Dạ. Dạ. Học sinh. Dạ. Học sinh. À, đa số là học sinh tới là nhiều. Tới tham quan rồi tới tắm biển rồi. Dạ. 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 Nhưng mà khán giả lợi ích không con? Dạ. Còn khán giả thì ít. Thì Đại Nam năm nay là có khán con giả có vé không con? Không, 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 không nào có mua vé gì chân miễn phí lâu rồi phải không? Miễn phí lâu rồi phải không? Cái số này cái số gì cứ gọi qua cái số mạng đó con. À, số mạng số làm phiền quá con. Số làm phiền cái con số mà nhiều số 8, nhiều số đẹp là mấy con số làm phiền không? Cô bấm bấm mở cô nghe đi cho nó hết tiền luôn. Không hết tiền. Thôi coi chừng nó gọi lại nữa đấy. Có cái nó mình bấm nghe là nó gọi lại. Nó gọi lại. Nhiều khi mình bắt máy mà điện thoại mình tốn tiền đó. Nó gọi lại mà. Nó có cái dịch vụ gọi lại nữa đó. Cô ở Sở Thú ở phường 22 á. Dạ. Bình Thạnh. Cô nói cô sở thú cô nghe hết hồn luôn. Dạ. Chứ theo dõi ổng từ đó giờ mà. Dạ. Tôi theo dõi ông hồi lúc ông chết á. Tôi lên mạng coi riết chứ cũng không biết nhiều tại bên Mỹ lâu quá không biết nhiều. Dạ. Bây giờ cô bất hai nè. Nãy giờ cô nói coi nè. Không, tôi nói coi là ở Mỹ mà tôi nói cái cô kế là Mỹ Tho. À. Ca. Nhưng mà con phải thiệt. Không, tại vì cô nói đến đó là tôi con biết à. Giờ nó ngọng phải không? Dạ. Nhưng mà con nhìn cái mái tóc vàng của cô á. Cũng đón đón cũng vui quá. Còn con thì con đón tưởng cô này ở bên Mỹ. Dạ. Mỹ Tho. Dạ. Con đón cái gì vậy? Dạ. Không mà giọng của cô giống con ở Mỹ quá ha. Cô này hả? Không, cô á Mỹ Tho. Vậy là tôi Tây Ninh nha, ok? Dạ, dạ. Ngày Tây Ninh. Dạ. Thì đón vậy thôi dạ chứ. Trời sắp mưa. Làm sao mà chính xác. Dạ, mấy giờ đi lên đây hồi lúc mấy giờ mới về mới tới đây. Không, đi từ sáng giờ. Vậy là sớm giờ mấy cô đi du lịch. Dạ. Nói bà sợ đi chạy đi trời mưa lớn lắm là không. Rồi ghế Đại Nam cô có tắm biển không? Không không. Nhưng mà xuống 18 đi vô con 18 từng một lao quá trời. Sợ không cô? Có chụp giò cô không? Có chỗ nào chụp giò không có bị chụp giò mà nó mình bị chụp giò. Hên lắm mới được chụp giò cô. Hên lắm mới được chụp giò. Trời chụp gì mà 4-5 cái luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Được, ví dụ dạ. Tôi tưởng là dạ. Mấy ông này đi là đụng chân nhau là đụng chân với mình. Dạ. Cái hội nó sẽ chấp hợp cái chân chụp tôi lên tên gì? Dạ, con là Hiện Tiên Quê Lóc. Đây là Quê Lâm Mết Bình Dương. Quê Lâm Bình Dương. Chắc vô cái rút vũ linh nó lên. Phòng 61, dạ. Đầy đủ. Dạ. Chân chân. Chân chân. Chân chân. Nó cả đám ma vũ linh rồi có gì nữa còn tại vì dưới người tôi nói rảnh thiệt chứ tôi có làm gì đâu không rảnh. Yeah. Nhưng mà cô thấy đặc biệt không, giờ này chỉ là chiều tối mà cô đến vẫn có mấy anh em còn ở đây không? Yeah. Chứ mà tôi giá ông tôi sợ mưa là tôi đi về luôn rồi mà. Yeah. Tôi đã giá ông cho ok đấy là mưa lớn quá mưa mà xe chạy không thấy đường luôn. Dạ. Thôi nếu tới thì được thì cái là chỗ nó mưa trước mình. Dạ. Nhưng mà mưa lớn nha. Không mấy thì đứng ở ngoài là tưởng nhớ này thôi. Dạ tưởng nhớ thôi dạ cũng dạ.